Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mạng Studio. Và ở trong video này thì mình sẽ làm về unbox cái chiếc HP Pavilion 14 2022 phiên bản mới nhất sử dụng CPU Intel Core i thế hệ 12. Và bây giờ đây chính là nhân vật chính của chúng ta, HP Pavilion 14 2022. Như phiên bản ở đây mình đang nhìn thấy thì chúng ta sẽ có là bản Intel Core i7-1255U và 512GB SSD và 8GB, và đây là bản chạy Windows 11 và bản 14 inch Full HD 200 nits, pin 3 cell, 43 Wh. Cái box box lâu này thì mình sẽ rất là thích, tại vì là nó thực sự nó thân thiện với môi trường hơn là những cái box in màu. Chúng ta mở thử ra thì có là đầu tiên là cái phần laptop của chúng ta này, sau đấy chúng ta sẽ có một cái information product đó, một cái phong bì. Ok, không biết các bạn nhìn thấy không vì là có thể là nó hơi bóng sáng một chút. Rồi để qua một bên, chúng ta sẽ có ở trong hộp nữa là cái phần đây là phần hộp sạc. Hộp sạc của chúng ta sẽ có là wow. Chúng ta có hẳn hai dây nhé, một dây là dây đầu vuông, đầu ba vuông này. Đó, xong rồi một dây cũng đầu ba nữa nhưng mà đầu chân nhỏ hơn, và chúng ta sẽ có một cục sạc. Cục sạc đi kèm ở đây là sạc. Xem nào. Wow, năm nay là sạc 65W nhá. Thì đây, sạc 65W thì có thể là cái này thì nó sẽ do là vì cái CPU Intel Core i thế hệ mới ấy, thì chúng ta có một cái mức Turbo Boost nó lớn hơn, nó ăn nhiều điện hơn, cho nên là HP đã thay vì trang bị cái cục sạc 45W thì bây giờ chúng ta đã có cục sạc là 65W. Đó, chúng ta bỏ hộp qua một bên. Ở đây là HP Pavilion 14 2022. Đó. Vẫn theo cái phong cách truyền thống của HP là chúng ta sẽ bọc bằng ni lông. Nghe đồn là cái chiếc máy này thì có phần loa, phần màng loa thì được sản xuất từ nhựa tái chế từ rác thải đại dương. Đây là cũng là một cái tín hiệu mà thấy HP đã rất là quan tâm đến cái môi trường sinh sống của chúng ta. Và rất là đẹp đúng không anh? Đó, cái màu vàng, đây là cái màu vàng nhạt sáng. Đó, đây cái này là màu gold gold nhá. Chúng ta mở ra thì vẫn có cái lớp lót bàn phím này. Đó, ngon quá. Và đây là HP Pavilion 14 2022 của các bạn. Đó, rất đẹp đúng không? Ok, chúng ta xem là thiết kế sẽ như thế nào nào. Cổng cắm trước đi, chúng ta sẽ có ở bên cạnh trái, đó chính là một cổng USB-A tốc độ cao và một cổng Audio Combo 3.5X. Ở bên cạnh phải thì chúng ta sẽ có là một cổng USB-C. Năm nay là có hỗ trợ Power Delivery nha, cho nên là các bạn có thể sạc qua cổng này. Một cổng USB-A tốc độ cao nữa và một cổng HDMI. Lưu ý là cổng HDMI này là cổng HDMI 2.0 hỗ trợ 4K 60fps. Và chắc chắn rồi, đây sẽ là một chân sạc tròn AC Smart truyền thống của HP. Và ở bên bản lề thì như các bạn đang nhìn thấy rất tinh tế, chúng ta có một dòng chữ là Pavilion ở đây. Không biết là các bạn có nhìn thấy không? Đó, xem nào, mặt A. Mặt A của chúng ta, mặt A đây là bằng kim loại rất chắc chắn, mát rượi luôn. Với logo HP tròn truyền thống, chúng ta sẽ có cả giải anten nhựa ở đây. Đó, giúp cho bắt sóng tốt hơn. Mở máy ra, wow, một cái gọi là mặt C bằng kim loại cũng rất chắc chắn, bàn phím ok. Cái này cực kỳ clean nhá, vì là HP đã di cái nút nguồn này vào trong bàn phím rồi, cạnh cái phím đen này. Theo mình là thấy rất là ok. Và ở đây thì bàn phím xem nào. Ok, thì nói chung là không có gì đáng phàn nàn về chiếc bàn phím này. Nó bấm êm, nảy và cái phản hồi rất tốt như những cái máy HP cao cấp khác. Một cái nữa đó chính là cái touchpad của chúng ta cực kỳ to. Tôi chưa bao giờ tôi thấy là trên một cái chiếc dòng máy phổ thông tầm trung mà nó lại có cái chiếc touchpad nó lớn như thế này. Như này thì cảm ứng đa điểm và gì nó sẽ rất là nhạy. Và đây như các bạn nhìn thấy này, cái phím đó đó đó, đây tôi phải làm chắc chắn với các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy đây là cái phím lên xuống trái phải, cái phím mũi tên này năm nay là HP làm rất to, rất là tiện lợi luôn. Tôi rất thích cái phần này. Đáng tiếc một chút là ở cái phiên bản này thì của chúng ta thì nó lại chưa có cái đèn led bàn phím. Nhưng không sao, cái này thì khi mà các bạn dùng quen thì các bạn bấm thì cũng chẳng cần đèn led nữa đâu. Về hiệu năng thì CPU Intel Core i7-1255G7 với cái tiến trình mới của Intel thì đã có một cái hiệu năng rất tốt. Tuy nhiên thì cái hiệu năng đấy đang bị giới hạn một chút xíu bởi cái thiết kế mỏng nhẹ của HP Pavilion 14 2022. Tổng thể như mình thấy thì HP Pavilion 14 là một cái chiếc máy mà hội đủ tất cả các cái yêu cầu của một chiếc máy vào cái năm 2022, đó chính là mỏng nhẹ,
bền bỉ với lớp vỏ kim loại này, thiết kế thời trang này, rồi là hiệu năng tốt và cái thời lượng pin khá. Với cái pin 43Wh này thì chúng ta có thể sử dụng rơi vào khoảng 8 tiếng đồng hồ liên tục mà không bị lo là hết pin. Các bạn nghĩ sao về video này? Hãy đón chờ video tiếp theo về review chi tiết chiếc HP Pavilion 14 nhé. Và hãy để lại bình luận bên dưới để xem là các bạn nghĩ gì về video này. Xin chào và hẹn gặp lại.